Sức Khỏe Tâm Sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất. Xin chào các bạn, hôm nay mình có nấu món xôi xéo cho gia đình bữa ăn sáng. Và nhân tiện đây mình cũng chia sẻ cho các bạn nấu món xôi xéo trong nồi cơm điện vừa thơm ngon, béo ngậy và đúng chuẩn của người miền Bắc. Thì đầu tiên mình cần có nếp 250g, 100g đậu xanh, 1 ít mỡ gà, 1 ít hành tím và 1 ít hành tâm, 1 thìa cà phê bột nghệ, 1 ít muối. Đầu tiên tôi sẽ cho nếp và đậu vo sạch và ngâm qua đêm khoảng 6 đến 8 giờ đồng hồ. Và tôi cho 1 thìa bột nghệ vào. Nếp và đậu đã được ngâm qua đêm và tôi vớt ra để ráo các bạn. Khi cho nghệ vào ngâm cùng với nếp thì nghệ sẽ ngấm màu trong nếp và nếp có màu vàng vàng rất là đẹp. Đậu xanh thì các bạn cũng vớt ra và để ráo. Cho nếp vào nồi cơm điện để nấu xôi. Cho nếp vào xong thì các bạn dùng cái thìa các bạn chan cho nó đều ra. Bột nghệ thì các bạn cho vào nếp và ngâm càng lâu thì cái màu nó càng vàng và càng đẹp hơn. Và các bạn phải rửa sạch các bạn. Các bạn khi các bạn vớt nếp ra các bạn nên rửa sạch để cho cái mùi nghệ nó bớt hăng đi, nó sẽ ăn xôi sẽ thơm, mùi xôi hơn. Và tiếp tục là cho nước vào. Và tôi cho vào đây là khoảng là 190ml nước. Các bạn cho nước từ từ vào. Khi nào mà nước vừa ngập nếp là được. Dùng cái thìa các bạn đè nhẹ tay cho cái hạt nếp nó nằm xuống mặt nước. Cái hạt nếp nó sẽ trong đều và nó không còn bị ngồi ở bên trong. Hạt nào cũng chín đều hết. Và tiếp tục là tôi sẽ cho mỡ gà vào đây. Nếu các bạn mua mỡ gà ở ngoài mà nó không có được mới, các bạn nên ráng lên với hành. Thì lấy cái nước mỡ đó các bạn cho vào đây khoảng 1 thìa cà phê. Và nếu gia đình các bạn có làm gà thì các bạn giữ lại cái phần mỡ. Thay vì các bạn bỏ đi thì các bạn dùng để nấu xôi. Vì các bạn dùng mỡ tươi luôn thì rất là ngon. Và đặc biệt hơn nữa khi các bạn cho mỡ gà còn nguyên vào xôi chín nên các bạn mở nắp ra thì nó thơm cái mùi gà, đặc trưng của cái mùi gà các bạn. Mà không có cái loại mỡ nào mà thay thế cho mỡ gà được. Mỡ heo hoặc là cái dầu ăn thì nó cũng không thơm bằng khi các bạn cho mỡ gà tươi vào nhé. Nếu các bạn mà sở hữu cái nồi cơm điện thông minh thì các bạn có những cái xửng hấp sẵn hoặc các bạn có cái chế độ nấu xôi sẵn thì các bạn không cần lo khi các bạn nấu xôi ăn sáng nữa các bạn. Còn đối với các bạn không có cái xửng hấp trong nồi cơm điện thì sử dụng cái xửng gờ như tôi cũng được. Tiếp tục là tôi sẽ cho đậu xanh vào. Đậu xanh để cho thật ráo nước nha các bạn. Các bạn trang đều ra và để lại một khoảng trống như thế này để nồi cơm nó lên cái hơi và nó sẽ chín đều đậu xanh lên. Và đậy nắp lại thì chờ đợi trong vòng 15-20 phút là có thể có món xôi xéo cho ăn rất thơm ngon hấp dẫn luôn. Các bạn bật sang chế độ nấu nha. Tôi sẽ cho một ít dầu ăn vào. Và tiếp tục là cho mỡ gà vào. Còn hành tím và hành tâm thì các bạn cắt nhỏ hành. Và đầu tiên tôi sẽ cho hành tím vào trước khoảng 1 phút, sau đó tôi mới cho hành tâm vào. Vậy là phi hành xong rồi các bạn. Và các bạn va xem xôi thì xôi cũng đã vừa chín và đã bật sang chế độ đèn vàng rồi các bạn ạ. Nồi xôi đã bật sang đèn vàng này các bạn. Và các bạn để khoảng 5 phút các bạn hãy mở nắp ra nhé. Mở nắp ra ngay thì cái hơi nó ra mà nồi xôi nó không có chín. Nồi xôi nấu được 15 phút thì các bạn mở nắp ra xem đậu chín chưa. Hạt đậu đã mềm và hạt đậu đã chín rồi các bạn. Giờ ta xem xôi nó chín chưa nhé. Hấp trong đây nó vừa khô vừa ráo và vừa tiện nữa. Và tôi mang đậu ra ngoài và tôi giã nhuyễn. Các bạn có máy xay thì các bạn xay, còn không thì các bạn giã nhuyễn. Các bạn có thể dùng chài hoặc cối các bạn đâm nhuyễn cũng được. Miễn sao làm cho nó mịn là được nha. Rất là thơm các bạn ạ. Khi các bạn mở nắp nồi xôi ra thì thơm nghe cái mùi gà. Giống như là các bạn đang nấu xôi gà. Nhưng mà không phải các bạn, đây làm chỉ là mỡ gà thôi. Giờ thì mình xem xôi nha các bạn. Xôi cái hạt nếp nó trong nè các bạn ạ.
và đã mềm rồi thì sôi để chín rồi. Các bạn nào thích mềm hơn thì các bạn có thể đậy nắp lại và bật sang đèn đỏ một lần nữa và nấu một lần nữa thì sôi nó mềm hơn nữa. Và vớt cái phần mỡ gà này ra, bỏ cái phần mỡ gà này đi. Bây giờ thì các bạn xới đều, trộn đều cái phần cái giữa này thì nó có nhiều mỡ nữa các bạn. Các bạn trộn đều lên. Vậy ta sẽ chuẩn bị thêm cái phần đậu xanh. Các bạn khi thấy cho mỡ gà vào thì nó sôi nó rất là bóng đây nè. Sôi nó bóng và nó mướt luôn. Cái hạt nếp thì nó trong. Tiếp tục ta sẽ cho đậu vào và nghiền đậu. Đậu mà các bạn hấp trong nồi cơm điện thì nó còn khô và tơi hơn là khi các bạn hấp trong xửng hấp nữa các bạn. Giờ thì ăn thử thôi các bạn, ăn ngay thôi các bạn. Xôi trong lá nghệ rất là thơm nha các bạn. Khi còn nóng nóng mà bỏ vào lá nghệ thì nó sẽ làm cho cái lá nghệ bốc mùi thơm lên. Rất là ngon các bạn ạ. Vừa thơm thơm vừa béo béo. Và có mùi thơm của xôi gà. Rất là thơm. Vừa thơm vừa béo vừa mặn mặn. Và cho vào trong lá nghệ thì nó thơm của mùi nghệ, đặc trưng của lá nghệ luôn. Và hãy chiêu đãi cho gia đình các bạn món mới đó là xôi xéo. Rất là ngon và lạ miệng nữa các bạn. Và như vậy món xôi xéo cho bữa ăn sáng rất đơn giản đúng không các bạn? Chỉ 30 phút thì các bạn có thể làm được món xôi xéo vừa thơm ngon và béo này. Và trong video tiếp theo này thì giới thiệu đến các bạn đó là món xôi lá dứa. Rất đơn giản cho buổi sáng và vừa có mùi thơm của lá dứa rất là đặc trưng. Và chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn bạn đã xem nội dung của chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng.